Vang Vọng Sài Gòn kính chào quý vị và các bác. Hôm nay Vang Vọng sẽ quay giới thiệu tới quý vị một cái sản phẩm đồng hồ côn cổ treo tường nguyên bản, nhưng mà trong một cái mức giá tầm trung rất là phù hợp để chúng ta sử dụng như một cái món đồ decor trang trí, nghe chuông trong không gian, hoặc cũng có thể là một cái món đồ để chúng ta sử dụng làm quà tặng tân gia chẳng hạn. Rất là nhiều ý nghĩa và giá trị khi chúng ta sử dụng những cái món đồ như thế này. Một cái chiếc đồng hồ côn cổ với cái giá trị sử dụng cực kỳ là lâu dài, đồng thời nó cũng mang được những cái tính thẩm mỹ rồi những cái nét đẹp về cả âm thanh, sự thú vị và sự chú ý khi mà chúng ta trưng bày chiếc đồng hồ này đó. Giới thiệu với các bác luôn, đây là chiếc đồng hồ tới từ đất nước Pháp, và cụ thể thì nó tới từ cái vùng đất đầu tiên khai sinh lên những chiếc đồng hồ, đó là từ thương hiệu Jura. Chiếc đồng hồ này với phần thiết kế bên ngoài, kiểu dáng chúng ta sẽ có kiểu dáng rất là quen thuộc, đó là kiểu dáng thùng be, rất là thông dụng và phổ biến. Chiếc đồng hồ này có kích thước chiều cao là 55, phần chiều ngang là 48 cm, đó là phần kích thước. Thiết kế cũng rất là đẹp khi mà chúng ta có cái điểm nhấn ở hai bên, đó là các cái lớp vân gỗ, các bạn có thể thấy được cái sự đối xứng của các cái vân gỗ là một. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có các cái chi tiết điểm, đó là những cái chùm nho. Và các bác cũng biết rồi, những cái chùm nho thì là những cái nét đặc trưng của đất nước Pháp đúng không ạ? Các cái chùm nho, và cũng đã được những cái nghệ nhân xưa người ta điểm lên hai bên cánh của chiếc đồng hồ này. Thêm vào đó thì là một phần kiểu dáng thùng bè, nhưng mà nếu như các bác để ý kỹ và tinh tế hơn thì có thể thấy được rằng cái phần vân gỗ người ta tạo kiểu dáng lượn sóng ở hai bên cũng rất là mềm mại, dịu dàng và rất là thư thái khi mà ngắm nhìn đúng không ạ? Những cái nét lượn sóng rất là đẹp ở cả hai bên như các bác đang thấy đây. Đó. Về toàn bộ tình trạng tổng thể của chiếc đồng hồ này, và theo em đánh giá trực tiếp một người đã quan sát rất là nhiều đồng hồ rồi, thì chiếc này nó sẽ dư được tầm khoảng là 96% các bác nhé, đó là tính về tổng thể. Bên trong bộ máy của chiếc đồng hồ này cũng rất là đẹp. Toàn bộ chiếc đồng hồ thì được sưu tầm hoàn toàn là nguyên bản từ Pháp. Đó, các bác có thể thấy các cái vân gỗ đối xứng nhau. Một cái sản phẩm đồng hồ xưa và trong cái tầm giá chung thì chúng ta không thể tránh được các cái vết tích của thời gian. Nhưng mà một cái món đồ xưa thì phải có những cái vết thời gian như thế này thì mới gọi là có cái dấu ấn của thời gian ở trên đó, đúng không ạ? Nhưng mà tính tổng thể các bác có thể thấy nhá, về đẹp thiết kế cũng rất là ấn tượng. Đó. Rồi, đi sâu hơn chúng ta sẽ đến với phần mặt số của chiếc đồng hồ. Đây là một phần mặt số bát giác nằm với phần niềng kim loại. Nếu như các bác để ý nhá, đa phần những cái chiếc đồng hồ khác mà chúng ta hay thấy thì là những cái phần niềng tối màu, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có một phần niềng gần như được mạ chrome cho chúng ta một cái độ sáng và bóng sáng như gương. Các bác có thể nhìn thấy hình ảnh số 9 phản chiếu ở đây, và các cái góc cạnh khác thì ánh sáng nó cũng chiếu vào và phản lại cho một cái độ bóng, độ sáng nhìn rất là sang, đúng không ạ? Bộ kim này thì đặc trưng của thương hiệu Jura. Đó, chúng ta có ở đây là ba khuyên cốt để bảo vệ mặt số, phía dưới số 6 có dòng chữ Made in France. Đó, rất là đầy đủ các cái thông số trên mặt số luôn. Bên ngoài còn có thêm, đó là một phần tay cầm. Những cái chi tiết kim loại mà để ở phía bên ngoài thì chắc chắn rằng sẽ bị oxy hóa và bị hao mòn nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có ở đây một phần tay cầm rất là cổ kính. Đó, phía bên dưới thì chúng ta có lớp kính được tráng gương viền, nó hoàn toàn phần viền kính được tráng gương này. Thêm vào đó là các cái hoa văn họa tiết đối xứng nhau trên dưới và trái phải cũng rất là đẹp. Đó. Rồi, đó là về tổng quan về thiết kế. Sau đây em sẽ mở phần cánh ra để các bác thấy được bên trong. Phía trong đồng hồ chúng ta có các cái phụ kiện đi kèm không thể thiếu như là tay cót, rồi thước cân bằng. Ở đây thì có các cái khóa gông của chiếc đồng hồ nữa. Tiếp theo đó chúng ta có một lọ dầu máy từ đồng hồ Vang Vọng để bảo dưỡng này. Những cái phần tem mác giấy tờ của chiếc đồng hồ từ khi xưa vẫn còn ở đây và được lưu lại đó. Rồi, em sẽ để ở trong thùng đồng hồ, mang lại những cái giá trị khi mà chúng ta sưu tầm, đúng không ạ? Có những cái phần giấy tờ xưa cũng là một thứ rất là hay. Đó. Về bộ máy như em đã giới thiệu thì đây là một bộ máy hai vách đồng, các bác có thể thấy những cái bộ máy vách đồng vàng rất là dày dặn và còn đẹp. Đây là phần nồi cót này, rồi chúng ta có cấu hình máy là 8 búa cùng với đó là 8 thanh gông thép để mà chơi chuông, củ gông trắng đặc trưng của thương hiệu Jura các bác nhé. Đó, nếu như là một người đã từng xem qua những sản phẩm khác thì có thể thấy. Rồi, tiếp theo đó phía dưới là phần quả lắc, rồi bên trên đó thì chúng ta sẽ có hai cần khạt khóa chuông ở hai bên, rất là tiện lợi trong cái trường hợp mà chúng ta làm một cái chiếc đồng hồ treo trong nhà và có âm thanh, thì những cái phần cần gạt khóa chuông này cũng rất là tiện lợi trong cái quá trình chúng ta sử dụng. Cần có những lúc phải tạm dừng âm thanh thì chúng ta sẽ sử dụng hai phần cần này. Đó, gạt vào giữa thì âm thanh sẽ dừng lại các bác nhé. Đó, còn âm thanh tiếng chuông đánh như thế nào thì bây giờ em sẽ xoay kim và mời các bác thưởng thức tiếng chuông luôn. Đó. Đó là tiếng chuông của chiếc đồng hồ Jura này. Các bác có thể thấy là nó đầy đủ tất cả những cái chức năng mà một chiếc đồng hồ côn cổ treo tường phải có, được không ạ? Từ cái vẻ đẹp hình thức bên ngoài, âm thanh, rồi cho tới những cái phần quả lắc chuyển động mang lại rất là nhiều ý nghĩa trong không gian của chúng ta.
Sản phẩm đồng hồ này sẽ được đồng hồ Vang Vọng giao lưu miễn phí vận chuyển toàn quốc, bảo hành 3 năm và tặng kèm gói bảo dưỡng lau dầu chuyên sâu trị giá 1.650.000. Quý vị và các bác quan tâm đến sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng theo số điện thoại là 0912 011928 và 0912 011947. Lưu ý giúp em mã số của sản phẩm này là 3756. Đó, các bác chỉ cần nhớ giữ cái mã số. Còn lại thì các cái thông tin khác bên đồng hồ Vang Vọng sẽ cung cấp thêm để quý vị và các bác cùng giao lưu. Cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video từ đồng hồ Vang Vọng.